Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp theo ở bài này tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về các thẻ HTML tiếp theo. Như các bạn đã biết ở buổi trước chúng ta đã tìm hiểu về các thẻ phông trong HTML. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại thẻ mà được dùng khá là phổ biến ở tất cả các trang web. Đó chính là thẻ liên kết. Thì thẻ liên kết là thẻ có ý nghĩa như thế nào đối với một trang web? Thì hầu hết các trang web các bạn đều thấy là khi chúng ta truy cập vào thì điều mà chúng ta cần ở trang web đó là chúng ta muốn mở một cái nội dung hay muốn chuyển sang xem một cái hình ảnh hay là xem một cái video nào đó thì chúng ta thường có một cái hành động là chuyển trang khi kích vào một cái đối tượng hay vào một cái ảnh hay vào một bài viết nào đó. Thì để thực hiện được cái việc chuyển trang đó thì nó phải sử dụng đến thẻ liên kết. Và vậy thẻ liên kết nó có cái cú pháp như thế nào và nó được sử dụng ra làm sao? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó. Bây giờ tôi sẽ nói về cú pháp chung của thẻ liên kết. Thì đối với thẻ liên kết nó là một thẻ thông thường. Cú pháp của nó như thế này. Trong thẻ liên kết thì sẽ có hai thuộc tính quan trọng, đó là thuộc tính href và thuộc tính target. Đó. Bây giờ tôi sẽ giải thích về từng thuộc tính. Đối với thuộc tính href thì ý nghĩa của nó là chỉ định trang hay là liên kết hay là đối tượng sẽ chuyển đến, có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển đến cái đối tượng đó, tức là hay là nói cách khác là chúng ta sẽ mua sang cái đối tượng đó, di chuyển đến cái đối tượng đó. Còn target thì thông thường mặc định thì sẽ là rỗng, còn khi có giá trị là blank thì nó quy định về cái kiểu chuyển trang, quy định về kiểu chuyển trang. Bây giờ tôi sẽ lấy một ví dụ để làm rõ hai cái ý mà tôi vừa nói với các bạn. Tôi sẽ tạo ra một trang mới là thẻ liên kết liên kết.html. Tôi tạo ra một cái trang với tiêu đề là thẻ liên kết. Đó, tôi sẽ nói về hai thuộc tính quan trọng trước. Ngoài ra nó sẽ còn một thuộc tính nữa tôi sẽ đề cập đến sau khi thực hiện demo xong hai cái thuộc tính quan trọng này. Đầu tiên tôi thể hiện thẻ liên kết là thẻ A href, và ở đây tôi có một nội dung ví dụ như là UGG. Đó, tôi lưu nó lại và tôi chạy trang của mình lên thì các bạn thấy tôi đã lưu được cái nội dung với cái thẻ A, có mặc định của thẻ A thì sẽ là có gạch chân các bạn nhé. Và các bạn nhìn thấy cái nội dung là google đã hiển thị ở đây. Tôi sẽ truy cập vào trang google.com để copy cái đường dẫn của trang này, hay thì nói cách khác là domain. Sau đó tôi quay trở lại với màn hình code của mình. Tôi sẽ truyền vào href là cái đường dẫn là chính là trang google.com, hay nói cách khác đây chính là cái trang, cái đích đến của mình, cái đích mà mình sẽ chuyển đến. Vậy thì lúc này tôi quay trở lại website, tôi kích vào cái nội dung là Google thì các bạn thấy là cái trình duyệt của chúng ta nó đã chuyển đến trang google.com và nó override, hay nói khác là nó ghi đè replace lại chính cái page này, chính cái trang này. Tôi quay lại này, kích vào replace lại đó. Thì lúc này các bạn hiểu rõ hơn về cái thuộc tính href rồi đúng không ạ? Nó chính là để truyền cái liên kết hay là cái khác là cái trang mà chúng ta cần chuyển đến. Bây giờ tôi sẽ thêm thuộc tính target với blank thì các bạn xem có gì khác biệt so với việc không có target.
Tôi quay trở lại trang của mình. Tôi click vào hút gỡ. Đó, các bạn thấy có một sự khác biệt ở đây. Đó chính là khi mà các bạn sử dụng target và sau đó kích vào cái liên kết thì liên kết nó sẽ mở ra một trang mới với một tab mới và nó vẫn giữ nguyên cái trang cũ của chúng ta. Còn khi mà không sử dụng target là blank hay nói khác là chúng ta sẽ bỏ cái thuộc tính target đi thì mặc định nó sẽ mở ra một trang mới và nó ghi đè lại cái trang cũ. Đó, đấy là sự khác biệt giữa việc sử dụng target và không sử dụng target. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu một thuộc tính nữa ở trong thẻ A mà được dùng rất là nhiều, đó chính là thuộc tính title. Thuộc tính title này nó dùng để mô tả hay là chi tiết hơn cho cái liên kết của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như thế này, giả sử tôi có một cái liên kết tiếp theo vẫn là trỏ đến nút G, nhưng tôi để tag ở đây là ABC. Đó, tôi mở lên và tôi chạy lên thì các bạn sẽ thấy là có một cái liên kết là ABC ở đây. Tôi xuống dòng để các bạn có thể nhìn dễ dàng hơn. Các bạn sẽ thấy là có một liên kết ABC ở đây. Và các bạn, nếu mà các bạn lần đầu tiên vào trang web như thế này, các bạn nhìn thấy chữ ABC thì chắc chắn là các bạn không biết đây là cái gì. Đó. Và thậm chí là các bạn, khi các bạn không biết thì các bạn sẽ không dám click vào đây luôn vì không biết nó là cái gì cả. Đó. Vậy thì trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng một cái thuộc tính là title để làm rõ nghĩa hơn cho cái nội dung của cái liên kết ABC này. Ví dụ tôi để ở đây là di chuyển đến trang root g. Đó, tôi quay trở lại trang web của mình, tôi load lại và tôi dê chuột vào. Các bạn sẽ thấy lúc này nó có thêm một cái hover, cái title nó sâu ra. Nó thông báo cho các bạn biết là nếu mà kích vào đây thì sẽ di chuyển đến trang root g. Đó, thì đây, cái thuộc tính title này nó sẽ làm rõ nghĩa hơn cho cái liên kết của các bạn. Đó, thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho các bạn về thẻ liên kết ở trong HTML với ba thuộc tính quan trọng là href, target và title. Bây giờ các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại.